em xuất hiện cái mọi người nói wow, và tối hôm nay là Hiếu Ngay với Lê Du Lâm ngủ chung. Em qua em vui quá, em lại chìm một tấm tấm của em là yeah yeah yeah, tối nay sẽ được ngủ chung Hiếu Ngay, nó chặn em luôn trang em rồi. Chúng tôi tạm thời chặn bạn 30 ngày. Trời ơi. Trời ơi nè, bị chặn luôn rồi. Tự nhiên thì nó sao nó bài hát ngủ một mình được mà em nói ngủ với nó không được. Ngủ với người ta là được. Khán giả fan nó report á. Rồi. Trời ơi, vậy là bên này chơi em rồi. Đó là khán giả của Hiếu thôi. Trời ơi, em kêu bà tiếng. Một cò vui lên nói luôn. Hả? Không chú gôn rồi. Không chú gôn rồi. Không, em ngồi giữa đi. Em ngồi với ai? Hiếu, em bị kẹp lại rồi. Nghe nói em sắp đi đúng không? Em làm visa chưa? Bị cáo Dương Lâm. Thôi đừng xin tội nghiệp em nữa. Mở cái đúng cái tay vô kìa. Nói gì đi Hiếu ơi, lâu ngày yếu nghề không vô được anh ơi. Đi hát không đâu có giao lưu đâu. Nay trừ không. Tối ngày đi hát cà hỉ không đâu có giao lưu đâu. Cú ao ớ liền. Trời ơi, người ta có giao lưu đàng hoàng. Dạo này người ta giao lưu hơi bị ghê. Ghê thì ghê. Giao lưu với khán giả đằng dưới nè. Hát xong là mình nói là mình phải tận dụng cái nhan sắc của mình. Người ta đang gọi mình là chồng rồi các kiểu. Mình phải gọi là... Giờ anh gọi chồng ơi. Chồng yêu ơi. Anh ơi, thông báo một cha tin rất là vui. Hả? Hôm qua là Hiếu Nga nó vô nó gọi lại. Hiếu con biết mà sao biết Hiếu vậy? Ủa cái gì vậy? Hỏi gì vậy? Đàn ép đàn em. Đàn ép đàn em. Ai mới là kẻ yếu nghe. Nhả cái đuôi lên ra. Rồi hỏi lại đi. Rồi hết biến rồi. Trời ơi, yếu ghê. Thông báo là hôm qua là Hiếu đang live stream xong rồi cái người ta yêu cầu vô là anh Lâm ơi xong rồi lúc đó mười mấy ngàn người coi hả? Mười sáu ngàn người coi, cái em xuất hiện cái mọi người nói wow, và tối hôm nay là Hiếu Ngay với Lê Du Lâm ngủ chung. Em qua em vui quá, em live stream một tấm tấm của em là yeah yeah yeah, tối nay sẽ được ngủ chung Hiếu Ngay, nó chặn em luôn trang em rồi. Chúng tôi tạm thời chặn bạn 30 ngày. Trời ơi nè, bị chặn luôn rồi. Tự nhiên thì nó sao nó bài hát ngủ một mình được mà em nói ngủ với nó không được. Ngủ với người ta là được. Khán giả fan nó report á. Trời ơi. Trời ơi, vậy là bên này chơi em rồi. Khán giả của Hiếu thôi. Trời ơi, em kêu bằng hình của em ngủ với Hiếu rồi, Hiếu sao tồn tại nổi được. Trời ơi, tự nhiên cái kêu là tối nó ngủ đi cái em ve 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 tối ngủ chung Hiếu Hai chặn luôn 30 ngày quá trời luôn rồi. Miếng cơm luôn anh ơi, gia đình em bán mà cái nền tảng này thôi, giờ đâu có còn đâu bán đâu. Vậy là có điểm đó. Điểm rồi. Sáng nay xích. Trời ơi, hôm qua bị khóa trang, hôm nay có xích nữa. Trời ơi, khóa trang. Kìa, lưới chai đồng lộng. Trời ơi. Sao mà khóa được. Quá trời. Khóa em lại. Mà mỗi người một màu hay ha. Chương trình có sắp sự sắp xếp. Đâu có đâu. Đồ của mình mà. Nhưng mà nếu mà mình mặc trùng là chi kiểu chương trình sẽ cản mình á. Không có. Đâu có đâu. Đâu có thông báo gì đâu. Oh. Mặc đồ này ai giúp trùng. Mà sao nay anh ra mà đồ tím vậy? Ha? À? Nhỏ không lộ lớn lộn. Ở nhà nhiều quá tôi cảm thấy. Thôi đi anh ơi, dạo đây hả Nhã Phương đang hả bụng mang dạ chữa. Cho nên tôi thấy anh dạo này có dấu hiệu bị lô rồi. Lô rồi. Lô gì? Anh đã nhẹ một tín hiệu đúng không? Anh bật đèn tím rồi. Ê, bây giờ mình nói trước nội dung gốc sau khi mình chào đầu mình quay đi. Thì đi không nói ha. Vô chỗ mình sẽ họp lại mình nói là chúng tôi chào mình chào mừng gì vậy á. Chúc mừng gì vậy á, xong rồi mình sẽ kiểm điểm. Kiểm điểm hả? Kiểm điểm. Anh ơi, cái đó là coi dùng lộn táo quân anh ơi. Cái cuối năm mới làm anh ơi, cái này 2 ngày hôm đi mới vô mà. Kiểm điểm. Tại sao mùa 1 vậy vậy? À, dù Huy là gì đó? Sao chứ anh nói hàng đầu là thằng Huy vậy? Là mình nói cái dở của mình hả? Vui. Không vui. Nói cái vui của mình. Nói, ý là mình kiểm điểm mà kiểm điểm vui á. À, kiểm điểm vui. Cái Hiếu là mùa này là bớt mùa. Nói mấy câu chúng như đã là mình được lại. Đoạn mà nhớ mà ăn mì không? À, em hiểu. Thì mình hai đứa rồi con cá trê rồi các kiểu là. Rồi, em hiểu. Sơn tự nhiên sơ lực.
clip clip kịch bản luôn chứ. Cái này nè, vô đó 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 đó. Nè nè cái này bàn ừ. Rồi cái kiểm điểm điểm. Nhưng mà quan trọng là phải vui rồi hả? Vậy đó. Thôi lên ghe chứ biên tập mà clip gì tát mặt. Tưởng là hả cười vô tri, cảm cười cái chuyện người ta đang buồn. Đó là, đúng rồi, là người khác sẽ nói người khác đúng không? Đâu nói về mình được. Đúng rồi, đúng rồi. Người khác mà cái cạnh là hài hước. Nếu vậy á là từng người lên giống như là lên lên để tụi mình đưa ra à, lấy danh bóng ngựa mình nói ra đó. Ừ. Thì lúc đó tụi em sẽ làm cái danh bóng cho. Giờ mình đi bỏ từng người xuống đây từng đầu đúng không ta? Các bạn. Rất rồi mới mới ngày đầu đúng rồi, sao mà bây giờ tách ra nó không có động Kim lực nữa. Mình lên cầu xong bắt đầu năm anh em còn lại đứng đó kích cho mình kích. ai cầu quay vậy? Đẹp quá em ơi, đẹp quá anh ơi, được các kiểu á. Trời hay quá rồi. Quay hình như là hiếm lại lắm. Mình chết rồi. Vậy là các bạn hát là hôm qua em đi cầu quay qua cầu bị đập 2 cây. Đó. Đẹp quá. Tự làm hết á, anh tự làm hết á. Giỏi quá. Đây cũng tự làm luôn. Em mà thu lại. Ủa? Xíu tôi làm lại cho em. Đúng rồi, ủa tóc giờ đều chưa? Em nói là cắt giúp kiểu Kiều Minh Tuấn á, sao mà cắt em đầu chém chơm. Phải cắt đúng quá. Phải cắt đúng chỗ. Đúng chỗ. Cái này cắt phức tạp lắm. Hai anh em chúng tôi đi cắt chung một chỗ. Tóc Hiếu là nói gì nữa? Hiếu là anh Tuấn là dày, tóc em bị mỏng. Được không? Được, cắt đúng chỗ. Đúng, phải đúng chỗ. Đúng chỗ. Về đây rồi giờ tôi dẫn qua cho. Về đi con, về với. Về đi con, về với. Em ơi, em cắt tóc giống người yêu của anh nha. Ảnh kìa. Người yêu ơi, mở mặt ra nào. Ảnh đó, cắt giống ảnh cho anh nha. Chờ xíu nha mình. Chờ em xíu. Nhớ lắm rồi phải không? Rồi đổi một che một cái cuối thôi. Biết. Ê, hồi nãy thằng Hiếu nó bị quay lại. Sao vậy? Rồi quay nửa tiếng đồng hồ. Đúng rồi. Xong rồi vô, xong rồi cái cuối cùng cái ông em nó cứ quên bấm máy. Hồi đó mình hay giỡn đúng không? Đúng rồi. Mà hôm nay có thiệt luôn, Hiếu nó đã làm lại. Rồi làm lại từ đầu. Quay lại từ đầu đi. Mà mặt nó trên xe, mặt nó rất là mất chữ, nó chữ không quay đi. Rồi rồi. Nó nói sao? Nó nói sao? Bíp bíp cái. Bíp bíp bíp. Nó. Nó ừ vậy đó ơi. Vừa bước xuống xe nó không sao đâu anh, đem quay lại anh thấy nó hai mặt chưa. Hai mặt à, trời ơi. Mà thật sự á là em có xuống dưới em có tâm sự với anh quay phim anh. Quay phim nói là anh làm cho anh 20 ngàn xó thuộc em mà đẻ rút vậy. Không đâu rút. Quay phim nào mà đẻ rút vậy em ơi. Không nó bằng ly cà phê lắm. Thật sự lắm đúng không? Hành nè, thật dọc nè. Quay của em bị mất lắm, bây giờ em phải quay lại, em không quay lại quay chân ơi. Nghiệp. Anh Lâm xóa không anh Lâm? Đúng, tôi đã chơi đó. Quay phim đạt ok lắm, tháng này tôi lên lương cho. Trời ơi, rồi, tôi quay anh Lâm. Trời ơi. Bác Giang chưa về nữa. Thì đó. Tin thêm cơm thêm đúng không? Cơm thêm mà mở quán cơm là bữa dẹp mấy quán rồi mình đây mở sao lì mở nữa gì? Rồi bữa cái quán với bà Địa đóng cửa rồi. Em ơi, đâu khơi khơi gì mà quán cà phê bị dẹp. Nghiệp đó. Anh chia sẻ bộ đồ anh mừng đi anh Tuấn. Thôi. Bộ đồ của anh là bộ đồ quốc tế. Cái bộ đồ này ai cũng xài trơn rồi. Quốc tế đó. Concept của anh là hả hàng ngang người mặc rồi anh nước thứ 7 rồi. Đúng vậy. Thì anh phải đợi cho người ta mặc đẹp, thấy đẹp á. À. Nhuộm cái mắt á. Em concept là ai dám mặc cái nước đầu đó. Từ bữa mà thiết kế giờ không ai dám mặc luôn đó. Nước cho lồng lộng nè. Đúng rồi, nước cho lồng lộng ti hương khó khót luôn. Hết chuyện. Hết một tập.
Đổi chỗ không? Làm động khác không? Nói về anh già đi. Hình như anh già anh không muốn quay chung tụi mình hay sao á. Sáng giờ thấy quay chung gì luôn. Anh bị y ạch, y ạch, y ạch. Anh mới riêng mình ảnh một số. Hôm qua nói nằm ngay là anh ngủ chung phòng với anh. Anh nói thiệt là anh thật sự là không muốn quay lại lắm. Rồi, ép anh quay lại thôi. Rồi. Và anh nói, anh nói anh rất là stress. Đúng rồi, stress lắm. Anh nói anh bị trầm cảm. Rồi. Anh muốn chiêu. Ê. Còn quan tâm sự nhiều về Lâm nữa. Có chuyện gì vậy em? Nói em là dạo này là mảng miếng đồ là không quăng cho anh chụp. Anh bị gọi là cái tách rời với lại cộng đồng. Trời ơi, bị đuổi miếng. Ờ. Bao giờ cái miếng anh già. Quay rồi. Chung với ảnh mà không quăng miếng cho ảnh. Có em có quăng nhưng mà bây giờ mình là Gen Z mà ảnh không có lợi cho mình nữa. Anh là Gen nào Gen Z? Thôi. Anh bị già. Anh bị già vì bị mụn hả? Không phải anh rứa mũi thôi. Ủa, anh rứa mà chỗ anh nhắc em đi luôn á. Trời ơi. Giờ anh già rồi anh chậm chạp anh không, tê rồi. Mà anh than đó. Em giờ miếng của em bị mạnh bạo quá. Mạnh bạo. Anh thì anh đang chuyển hướng qua cộng đồng. Biết nhẹ nhàng lại. Biết nhiều. Biết nhiều vàng lại. Đâu em thấy sự trở lại của anh Giang là sự trở lại tuyệt vời. Nhưng mà hôm nay là thấy anh hơi mệt. Tại vì anh cũng đang quay một cái chương trình nữa. Đó. Đuối quá. Thôi cảm thấy đuối rồi đừng giận nhiều. Đúng không? Em cũng đi quay hai ba chương trình, không nè. Đúng rồi. Người ta vẫn ngừng. Người ta là buổi sáng ta đi quay, tối về ta bán cà phê. Đúng rồi. Em cô gái bán cà phê. Tôi bán cà phê. Sánh bán cà phê. Sao bệnh hoạn gì chia sẻ khán giả để ta thông cảm nè. Ủa bệnh hoạn gì anh khỏe mà em bị sao vậy? Nói loạn đi biết. Anh đi bít máu cái này. Anh bị viêm gan HIV. Nói nào ngay. Hôm bữa là trước khi đi quay chúng tôi là có gọi là thể lực, test thể lực nhẹ nhẹ mấy anh em cũng xương. Là Lâm là trong ca gọi là bảo tồn rồi, em không nên thử nữa. Đúng, em bị thuốc nhiều quá. Em là vaccine luôn rồi. Bệnh lệch dai thì đã có tiền sử từ lâu rồi. Nhưng mà mới thêm hai cái bệnh nữa. Là rối loạn dương ngủ. Bị khả năng bị gút cao. Dương tính với gì? Hả? Cái gì? Dương tính với thịt đỏ, hôm nay thịt đỏ nhiều nữa. Không ăn thịt đỏ mặc áo đỏ. Đó là đúng rồi. Cho đỡ không ăn thì mặc. Cho đỡ thèm. Bị rối loạn quá. Đâu? Cho nên là hả không ngủ được. Tại sao em rối loạn? Mắt nhắm mắt mở. Hôm nay tập đầu tiên mà em nào không vui là chương trình gạch em luôn. Nhưng mà tại sao lo âu? Tại diễn yếu, thiếu nghề. Bây giờ không chơi có game đâu, không có năng lực, đúng rồi. Chứ mà bệnh nhiều nhất là hiếu hai. Gan thận máu nhiễm mỡ. Nhiễm mê. Ủa lại đi rồi. Đúng, sao muốn chỉ. Em ơi, đừng chuyện. Bệnh đó là em đó. Em hả, trời ơi. Em cấp độ 3 rồi. Không, anh không có đi khám tổng quát. Tại vì anh sợ. Anh đã làm hết rồi. Anh mổ miếng anh xong hết rồi. Anh chỉ bị là bị miệng kinh niên thôi. Em nói cái đi. Đúng rồi, nha chu. Nha chu anh bao tử là anh không có cạo vôi răng cho nên miệng hơi bị chu. Đúng rồi. Là anh tai của anh đang bị gì? Kè ha, trời ơi. Qua là nước của Hiếu thứ hai. Hả? Nước này là nước... nước mồ hôi, anh em nắm tay nhau là bị ấy đó. Em bị môi đúng không? Em bị mồ hôi, em bị phong thấp. Môi đâu, môi em bị đâu? À môi hả? Môi em bị dưới đây. Cũng bị. Lên coi. Nó có đâu? Có, nó mấy chút nó này kia lại. Đâu rồi? Đẩy ra coi. Kìa mẹ về kìa, mẹ về kìa. Hả? Ê, anh Giang giống như là bác bán bất động sản ha. Đang chọn gì đâu. Nãy giờ bán được 2 căn. Tiếp tiếp tiếp. Bánh căn á. Thôi chú lên. Ủa quay xong chưa? Quay xong hết rồi, đợi anh đó. Bây giờ là mạng biết của mình anh hết á. Trời ơi, anh ơi, mặc áo tím mà phụ kiện anh đeo chỉ 3 cái giùm. 1, 2, 3. 2, 3 đâu có cái hả? Hai cái ở giữa là gì ạ? Giữa là cái micro. Ủa tưởng hoa. Ê bây giờ mình đoán giá bộ đồ của anh Giang mượn đi. Chắc rẻ chừng 2,5 trăm. Hai. Mẫu này cũ rồi. Cũ hả? Cũ rồi, mẫu này tung rồi. Sale up. Mẫu này là mẫu tự do. Không có đâu. Mà nó hơi mập nha anh ơi, cái bộ đồ cũ đúng không? Nó bị chật quá. Đúng rồi. Cái này là nhưng mà mẫu anh mẫu tự do phóng khoáng. Mẫu này là màu thường. Màu gì? Gông cùm. Gông cùm hả? Về lâu
À, thật ra nó cũng ly kỳ lắm. Sao vậy anh? Chờ nó không gì. Trời ơi, vậy mà đây mấy đứa đó đồn anh là cơm thêm không à? Tụi em là nói là anh có tâm với nghề, anh xin thêm một thước phim điện ảnh của anh để chiếu riêng như kênh của anh. Quay FBV nữa nè. Đợi FBV. Anh Quy ơi, chân anh rớt ngốc kìa. Trời ơi. Không có, cái này là ốc của bãi vàng rít á. Giấu vô lại. Đây, thôi của anh Giang. Cái ngồi đâm đít thì nó được. Rồi xong hết anh Giang. Chám vô lại. Anh Giang đi rồi, Giang cút rồi. Anh Giang. Ôi, trời ơi. Bây giờ mình có dự đoán mình cá thử rồi. Hôm nay anh đeo đi con. Ai đeo cũng được. Ai đeo cũng được. Không quan trọng nữa. Tôi không thấy bình thường, con cũng bình thường. Giờ hết xu rồi. Hết linh rồi. Hả? Mùa một nó ok. Mùa lễ hội thấy nó hết linh. Nhưng mà không biết là hôm nay mùa mới thì con Jennifer nó có gì thay đổi không? Em là cũng đang rất là hóng. Thay đổi dữ lắm. Mới mẻ dữ lắm. Mà con đó vẫn có ấy là cũ. Đúng rồi. Loại. Loại đó. Con vô dụng. Coi chừng nó không theo kịp tụi tôi đó. Con đó là phải biết mảng miếng đồ vô. Chứ bình thường là tụi tôi gánh nó không. Nó phải biết thổi. Sự. Nó không thổi thì những tiền nó không thổi. Nó phải có động cơ nó tự đi để tự đeo nữa. Tiếng cùng tự lăn hả? Tự lăn. Ừ. Đúng, nó phải chạy theo tụi tôi. Tôi không dinh nữa, nữa. Cho tôi hỏi bằng y tá ngày hôm nay rảnh rỗi phải không? Rít, kiếm chị bằng làm đi. Y tá hả? Y tá đang đi lang thang kìa kìa. Nẻo xanh kìa. Y tá ơi, y tá ơi. Anh bị ấy rồi. Chúng tôi nhiều bệnh lắm. Y tá ơi. Giãn cơ. Y tá lại lại em ơi. Anh bị viêm đại tràng, em khám đại tràng. Nội soi giùm em anh. Nội soi ngay lập tức ạ. Chúng ta cần nội soi. Anh đang bị đau đại tràng. Để em cho anh đi bệnh viện. Hôm đó nó chỉ có nội soi thôi, em đâu có nội soi được. Em làm được cái gì ở đây cho tôi hỏi coi. Em làm được gì ở đây? Nếu như anh mổ em đã mổ anh được. Đắm mổ hả? Đúng. Em tính tiền thêm. Ủa? Tính thêm. Rất kìa. Em ơi, em ăn 2-3 đầu lương vậy mà được em. Em mời mà đem qua em đây. Qua đây thử. Chào chị, tôi có một ông anh bị nha chu. Ông anh bị nha chu. Ủa? Em nhân nhập hoa mà. Em khoa gì vậy? Em bên đoàn nào qua vậy? Hại nhân lực của tôi à. Cho hỏi em bị, em bên học chuyên ngành thì khoa gì? Nếu như anh đau đầu, đúng không? Em cho uống thuốc đau bụng, chứ có lời hết rồi đưa bay được. Chết rồi, khoa sân khấu rồi. Chết rồi. Qua mạng miếng á. Qua mạng miếng. Ai duyệt miếng cho em vậy? Đó chứ thử coi có làm gì cho. Không, tay giờ bị ngứa thì trị như thế nào em? Cái này bệnh bên đâu truyền nhiễm qua đó. Giỡn giỡn thì nhanh lắm, vô chuyên môn cái ú à ú ớ. Bây giờ bắt đầu qua bển rồi search Google. Giờ search Google. Rồi bây giờ anh bị cảm ho nè, bây giờ làm cái gì không? Anh quay quay bên đây. Làm gì vậy? Giỡn được rồi. Nó search Google. Miếng mảng đó. Tại bị ghẻ làm gì? Làm gì cho hết ta? Quốc gia này đắp quốc gia khác. Giờ ú à ú ớ hỏi đồng nghiệp. Giờ mở ra đó như dở cơm theo nè. Ta ngứa mà uống thuốc giảm đau. Trời ơi. Trời. Thôi, ngứa đâu có đau. Thuốc gắn viêm mà. Tim. Dạ. Tim luôn đi. Còn gì nữa đâu mà mất. Dạ hả? Dạ đúng rồi, không em tim cho nó, tim cho đường ngay luôn. Thôi cảm ơn em, được rồi cưng, anh hết ngứa rồi. Hết ngứa. Nam ơi, nguyên hành trình đi như vậy mà cái răng em như vậy rồi sao? Em chơi được không? Bây giờ gắn lại vẫn được, nhưng mà nó rớt hồi nào không hay. Hồi nãy đó là đang im lặng, nó rớt cái mọi người thấy, mọi người lụm giùm em. Cái chỗ đó nó không có cây cỏ gì hết. Đúng mà. Nó không có nước. Lỡ như mà đang chơi dưới biển hay sao nó rớt dưới biển tàu kiếm. Mà một cái gì cũng mấy triệu rồi mà làm. Bây giờ mua thêm cái sẵn đi. À nó phải đo chứ đâu có mua được. Thì đó. Rồi mày cắn. Em nói rồi, cắn đó. Thấy dấu răng nó nhiều thứ lắm. Em nói rồi, mình nhưng làm mà bây giờ đâu cần lấy dấu răng đâu, nó thương quá rồi. Làm đại. Ý mà anh Lâm ơi, nãy em thấy trong cái găng đó bác sĩ có viết chữ nha. Chữ gì vậy? Chữ duyên. Rớt cái duyên rồi. Rớt cái duyên rồi. Ủa? Vậy bên bác sĩ mình có viết chữ gì khi rắn răng mới không? Chữ nghiệp quá. Chữ nghiệp lại. Chữ lại. Em chắc là nó chắc.
Hiếu rồi. Dạ em đây. Em hả hê lắm chứ gì? Em đang cười trong bụng chứ gì? Có Hiếu đâu. Hiếu. Anh thấy đây là chiêu trò đúng không Hiếu? Ủa. Cái miếng mùa một ăn quá. Cái viral nó tốt. Viral quá. Ăn, đúng rồi. Hay quá. Vậy cái viral cần trai nó cũng ok đó, em làm lần nữa đi. Thôi. Em xin. Đà Nẵng mình ngày xưa là lúc mà chưa tách tỉnh á là tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Yeah. Sau này năm 1997 mới tách ra là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Là lúc đó là bà con cũng như các cô chú là phấn đấu sẽ trở thành một thành phố đáng sống, đáng mơ ước, và bây giờ nó thành hiện thực. Là bao nhiêu năm ta? Năm 97 tới giờ. 7 tới giờ là bao nhiêu năm tính được bao cái? 77 49 22 bao nhiêu gần không biết. 26 năm. 26 năm mà đã như vậy rồi. Là biến Đà Nẵng thành một từ một thành phố mới trực thuộc Trung ương mà biến thành một thành phố đáng sống, thành phố đáng sống, đáng ước mơ là bây giờ đã thành hiện thực. Em có đi đâu toàn Việt Nam em thấy có thành phố nào mà vừa có sông, vừa có suối, vừa có biển, hai bên bờ sông là xây đẹp tuyệt đẹp các cây cầu. Ừ. Có thành phố nào không có núi luôn. Có không khí nhiệt đới mà muốn ôn đới là có luôn. Mà có bốn mùa luôn nha. Hay lắm, Đà Nẵng hay lắm. Cho nên là thành phố đáng sống đó chính là mơ ước của từ những ngày đầu mà bây giờ đã thành hiện thực. Còn mình là chắc chắn mình tìm những ước mơ, chắc là ước mơ của chương trình giao cho mình làm cái gì đó. Bây giờ mình anh em mình bàn về ước mơ nè, một ước mơ bất kỳ đó. Hiểu có ước mơ gì bất kỳ không? Hay là trong chương trình mình hay là như nào? Em thì ước mơ trong chương trình đi. Thì ý là em mong là chương trình là làm được hoài á. Em muốn là sẽ được làm hoài với anh em tụi anh luôn á hả? Dạ. Với Lâm luôn á hả? Em có muốn đổi nhẹ không? Em có muốn đổi nhẹ không? Lúc đầu là em cũng lung lay rồi. Bây giờ anh rớt cái đàn em thương anh quá. Là nhờ rớt cái đàn anh thương đó. Đi làm thương đó. Tao má làm thương. Anh bệnh hoạn mà thương anh đi. Trời ơi. Ước mơ của em là gì Lâm? Ước gì răng sẽ quay trở lại. Ước gì răng sẽ không giật nữa. Đến lúc đó Lâm luôn có răng và Lâm chỉ có răng thôi. Không, từ khi mà cái mặt nè, cái xích á. Trời ơi. Bộ nó kìm hãm rồi. Bỏ ra thử coi, bỏ ra thử coi. Okay. Rồi, nè, rồi em làm cái gì đó đại khái coi. Ướt gì lắm, ướt gì lắm. Trời ơi, không nói gì. Lại nha. Ướt gì. Tào lao kìa. Đúng rồi, cái nhạc là cái đó, cái sức chứng duyên đó. Đúng rồi. Duyên lại đó. Đúng là cái răng cái tóc là duyên con người mà. Đúng là cái răng cái tóc là duyên con người mà. Răng cái tóc là duyên con người mà. Nếu mà ước mơ chương trình á thì chắc chắn em cũng có ước mơ giống Hiếu là sao anh em mình đồng hành nhau hoài. Chương trình sẽ được lên mấy ngàn tập cũng giống như ở Hàn Quốc. Đó, nhưng mà nếu mà ước mơ riêng mình em á thì em có ghi trong cái đề thi mà lúc mà mình mới vô chương trình đó là mình phải ghi cái đề thi đó. Em ước mơ là càng ngày em sẽ càng học được nhiều từ các anh em, càng ngày càng giỏi hơn và chứng minh cho mọi người thấy là em có thể có khả năng trở thành một nghệ sĩ chính thống, em có thể có khả năng trở thành một nghệ sĩ chính thống. Không, em đừng nói câu đó, bây giờ em đã đúng em đã rồi, là nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi. Yeah. Còn cái chữ mà chính thống thì anh cũng thấy cái chữ đó nó sao á. Dạ, nó cũng chung chung và nó cũng mong luôn. Không phải không rõ ràng. Tại vì mỗi chúng ta, mỗi cá thể, mỗi con người nó sẽ có một cái chỗ đứng, một cái lĩnh vực. Một cái chuyên môn riêng của bản thân mình, một cái lượng khán giả riêng của bản thân mình, chứ không phải là mình phải bị ép qua một cái khác, hiểu không? Em cứ bình thường đi, em cứ công hiến. Vậy là phải đổi lại là em có thể chứng minh được cho mọi người thấy là nếu mà về mảng diễn xuất thì em cũng có thể làm được. Mày đó, mày em đi học rồi mà. Không có ai trên đời này sinh ra cái giỏi liền hết chứ. Đúng không? Phải học, tất cả mọi thứ phải học. Học học lẫn nhau nè. Dạ. Ở đây mình học lẫn nhau, học mọi người xung quanh đây. Mình học được máy quay phim. Đúng rồi. Cái sự kiên trì quỳ đó mà vẫn quay được. Đúng rồi. Em muốn làm tốt ngay là cái tâm em phải tốt. Cái tâm em phải phản. Em không có phản người ta. Không, em những không có phản. Đầu là những cái bước đi đầu tiên của em là tôi chỉ em. Đó. Mà đến khi em hả đủ lông đủ cánh rồi em chơi em cắn tôi cái chí mạng. Không phải. Cái đó là hả em muốn tạo drama cho chương trình. Thôi đi. Bị lúc đó là em thấy là bị mọi người bị đuối rồi. Biết tôi làm đuối rồi. Nói vô mà nói anh em hả gạo cội bị đuối.
Rồi em đòi định học hỏi gì tụi tôi? Ờ, con này phải đầu dạy đó anh ơi. Con này phải đầu dạy đó anh ơi. Dạy hết nổi à? Ờ, dạy hết nổi rồi. Tôi thấy là Hiếu thứ hai là dạo này ok nè. Từ khi mà bắt đầu tham gia diễn xuất với tôi là bắt đầu giờ tự tin lắm. Dạ. Đâu giờ em nhìn anh Rít Phan em nói một câu thôi. Một là anh chơi cho tốt, hai là tôi cắt anh khỏi chương trình này. Ok anh. Ok. Nhìn nha, nhìn nha. Đây là một cái người đối địch. Bạn này mà nổi lên là em sẽ chìm xuống. Mà em là bên trong, em là tâm địa xấu xa, em phải triệt này. Nhưng mà em nói rất nhỏ nhẹ. Ánh mắt thôi. Ánh mắt thôi. Một là anh chơi cho tốt. Còn hai là tôi loại anh ra khỏi chương trình. Trời ơi, mặt quá. Trời ơi. Em giỡn thôi. Em là tiền, em thấy anh chửi thiệt. Em thấy anh chửi thiệt. Anh là tâm lý khán giả. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Anh là tâm lý khán giả. Anh còn mảnh ớt cho những kia. Anh là kịch trong kịch. Ồ, kịch trong kịch.